Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện cách ly trong xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tại Hà Nội, xe cộ chỉ tập trung nhiều ở các đường phố lớn, còn trong các tuyến phố nhỏ, mọi thứ khá vắng vẻ. Rất hiếm có hình ảnh người đi lại hay tập trung quá hai người. Tại các khu dân cư, mọi người cũng hạn chế ra ngoài. Trong chợ, các mặt hàng vẫn phục vụ đầy đủ, niêm yết rõ ràng giá bán, không tăng giá. Tại các siêu thị, người dân vẫn mua sắm bình thường. Siêu thị hôm nay tăng gấp 5 lần lượng hàng so với ngày thường. Mọi người dân cũng yên tâm mua sắm khi mà giờ mở cửa kéo dài từ 8 giờ sáng đến 22 giờ 30 phút tối hàng ngày. Các cửa hàng thiết yếu khác như xăng dầu, ngân hàng, hiệu thuốc vẫn mở cửa bình thường. Tại thành phố Đà Nẵng, ngay từ sáng sớm, lượng người và phương tiện ra đường đều giảm. Đặc biệt, tình hình các quán xá điểm tâm, giải khát cũng đóng cửa. Các tuyến đường khu dân cư gần như im ắng, chỉ có lực lượng chức năng và người có nhu cầu theo quy định mới ra đường. Hiện tại, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và tiến hành xử phạt để hạn chế tình trạng tụ tập đông người. Tại bến xe trung tâm cũng như các tuyến đường chính ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có rất ít phương tiện tham gia giao thông do người dân đã bắt đầu hạn chế tối đa việc đi lại. Các nhà hàng, quán ăn và các dịch vụ vui chơi giải trí khác cũng đã đóng cửa. Ngoài ra, tại các công trình xây dựng không mang tính cấp thiết, lượng công nhân tham gia cũng đã ít đi rõ. Còn tại Huế, khu vực trung tâm thành phố, lượng xe cộ đi lại khá thưa thớt và tất cả người dân khi ra đường đều đeo khẩu trang. Các cơ sở dịch vụ không thiết yếu đều đóng cửa. Trong sáng nay, số lượng người đến mua tại các chợ, siêu thị có giảm nhiều so với những ngày trước. Tại một số công viên, nơi thường tập trung khá đông người dân đến tập thể dục, hóng mát, cũng đã treo biển tạm dừng hoạt động và người dân cũng đã chấp hành rất tốt những quy định này. Bộ Công Thương cho biết, các doanh nghiệp phân phối và nhiều tiểu thương tại các chợ vẫn liên tục kinh doanh để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ngay cả trong tình huống khẩn cấp nhất là phong tỏa, thì xe vận chuyển hàng hóa vẫn được hoạt động. Bộ Công Thương sẽ đề nghị quân đội, công an phối hợp điều phối xe vận chuyển các mặt hàng thiết yếu từ các kho dự trữ mà Bộ đã chuẩn bị để cung cấp cho các địa bàn. Grab tạm dừng cung cấp dịch vụ vận chuyển bốn bánh tại tất cả các tỉnh, thành phố đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Dịch vụ giao nhận thức ăn GrabFood tại Đà Nẵng cũng tạm ngừng hoạt động. Ứng dụng gọi xe Bi cũng đưa ra thông báo tạm dừng hoạt động các dịch vụ vận chuyển Bi-Bike, Bi-Car, dịch vụ thuê xe theo giờ. Tổng cục Đường bộ cũng có yêu cầu, trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020, dừng hoạt động vận chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực, giúp người dân thuận tiện khi giải quyết các thủ tục hành chính ngay tại nhà. Do chưa có thói quen sử dụng công nghệ thông tin, nên mặc dù đang trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, nhiều người vẫn đến trụ sở các cơ quan chức năng để làm các thủ tục hành chính. Nhằm hạn chế tập trung đông người, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân phường Thọ Quang đã triển khai dịch vụ shipper thủ tục hành chính tại nhà. Chúng tôi đã thực hiện cái mô hình này được miễn phí. Ủy ban Nhân phường tiếp nhận tất cả các thông tin cuộc gọi của người dân cần thủ tục gì, chúng tôi sẽ có cán bộ trực tiếp đến nhà nhận hồ sơ thủ tục theo đúng quy trình và trong thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ trả lại hồ sơ tại nhà. Tùy theo lĩnh vực mà Ủy ban Nhân dân phường sẽ cử cán bộ chuyên trách đến tận nhà dân để tư vấn và nhận hồ sơ khi có yêu cầu. Đối với những thủ tục hành chính đơn giản như mua bảo hiểm, làm giấy khai sinh hoặc trao trả kết quả sẽ do các cán bộ đoàn phường đảm nhận. Ngay trong ngày đầu tiên triển khai, shipper dịch vụ hành chính tại nhà đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Trong dịch cái virus 19 này là phường tổ chức cái tặng nhòa này là quá tốt. Cô cũng nghe cái trang thông tin của Facebook nó là cô với thông tin này, cô với điện thoại mới điện này cũng tới nơi nhanh chóng kịp thời. Nên đây là tốt cho cộng đồng nữa. Phường triển khai cái dịch vụ shipper như thế này rất là thuận tiện cho người dân trong cái mùa dịch này nên tôi rất là ủng hộ. Cùng với việc khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì shipper dịch vụ hành chính với phương châm chỉ cần nhấc điện thoại lên, bạn sẽ được tư vấn và giải quyết thủ tục hành chính tại nhà, sẽ giúp người dân thực hiện những thủ tục hành chính cần thiết một cách an toàn, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Sáng nay, tỉnh Thái Bình đã đưa vào hoạt động hệ thống máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình. Đây là hệ thống máy xét nghiệm phát hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 được nhập khẩu từ Thụy Sĩ, trả kết quả xét nghiệm sau 4 tiếng. Mỗi ngày có thể cho 200 mẫu kết quả xét nghiệm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Bình ưu tiên xét nghiệm cho những trường hợp có nguy cơ cao nhiễm virus SARS-CoV-2 và những trường hợp thăm khám ở Bệnh viện Bạch Mai về từ ngày 17 tháng 3 đến nay.
Ngay trong sáng nay, hệ thống xét nghiệm này đã có kết quả xét nghiệm của 88 trường hợp, tất cả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.